Vâng, xin chào mừng và chào đón các bác và anh em trên mọi miền tổ quốc đến với kênh Thiên Nguyễn Audio Hải Dương. Hôm nay trung tâm tiếp tục giới thiệu với các bác và anh em một trong những con radio cassette cũng khá nhiều các bác thích, đó là con radio cassette đến từ tập đoàn Sharp. Và con này có model là QT70 màu trắng sữa. Con này trên kênh cũng đã có bán rất nhiều con này, màu này và màu đỏ rồi. Thì trước mắt các bác đây là con đài Sharp QT70 các bác nhé. Con này là sử dụng một cửa băng auto reverse FM1008 luôn. Và có màu trắng sữa cũng rất là đẹp luôn các bác nhé. Và con này là một trong những con tiếng rất là chất luôn. Đây tôi sẽ quay rất là cận cảnh các bác thể hiện kinh. Cái này thì có một cái nút này nó bị rơi ra thì bác yên tâm là tôi sẽ trả đúng nút của nó luôn các bác nhé. Đang rơi cái nút này đang lẫn chưa tìm ra. Tất cả đúng nút còn rất là đẹp. Đây tôi quay rất chậm để các bác hiểu tinh. Đường viền lớp mạ cũng rất đẹp các bác nhé. Toàn bộ cái này nó là dạng bằng nhôm các bác nhé, nhưng không bị sùi ố gì hết. Đấy, nguyên bằng nhôm hết. Và toàn bộ cái mặt trước này cũng bằng nhôm luôn các bác này. Đấy, nhưng còn rất là đẹp. Đây các bác đúng nút của nó các bác này. Đẹp luôn. Con này sử dụng một cửa băng auto reverse. Từ còn rất đẹp các bác nhé, từ còn rất đẹp luôn. Lát nữa còn thời gian tôi sẽ gửi mở cho bác xem cái phần ruột của nó. Con này cũng có đường lay in các bác nhé, lay in của nó đây, một đường lay in. Ngoài ra có thể chạy adapter con này chạy 9V các bác nhé. Và đây là phía sau đó này các bác này, tôi sẽ quay phía sau gần trước cho các bác tiện nhìn hơn. Rồi. Con này màu trắng sữa rất là đẹp. Đó. Đây các bác này. Con này pin thì chạy pin pin chung các bác nhé. Con này là chạy 6 quả pin chung. Pin chung. Đây, 6 quả liền này các bác này. 6 quả pin chung. Và con này là chạy pin xe C. Tức là xe pin chung đấy. Đây cái model của nó này các bác này. Sharp QT70 các bác nhá. FM1008. Xin lỗi, cái pin là pin xe S các bác ạ. Xe S. Pin xe S là pin pin chung. Con này thì trung tâm cũng bắt tặng mấy ốc thôi. Bắt tặng mấy ốc để quay các bác thôi. Con này là tôi sẽ tháo cho các bác xem cái phần ruột gan của nó. Con này tiếng rất là hay. Tôi sẽ test cái phần cassette trước này các bác này. Ta nhẹ dịu nhau như tiếng thơ. Thương này thương cho bỏ lúc đợi chờ. Bàn tay con ngón nhỏ đã đi ta lên đường. Rồi ngày mai ra đi. Chức năng tìm bài các bác nhé, nó vẫn tốt các bác nhé. Con này cơ thì chất lắm, cơ dòng này khá là chất. Ok. Đó, cơ rất là chất các bác nhé. Tôi sẽ thử cái phần sang phần radio. Đây radio của nó đây. Xin lỗi, đây radio, đây là đây radio của nó đây. Đèn xanh 7 giây, sau đó đột ngột chuyển sang đèn đỏ thì cũng nhờ lực lượng chức năng quan sát giúp. Bạn Trung Quỳnh cho biết là cầu Thanh Trì hướng quốc lộ 5, làn ô tô cũng bắt đầu đi chậm rồi nhưng mà vẫn có được, không quá khó khăn đâu. Các bạn cũng có thể yên tâm phần nào. Đúng rồi. Con này là giao thông lắm. Thế bị lây nhiễm Covid-19, 6 cán bộ tử vong trong khi đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch.
Bà Bình cũng cho biết là trong đợt dịch thứ tư, số ca mắc và tử vong, nhất là ca bệnh nặng, tăng hàng chục lần so với các đợt trước. Điều này khiến bọn công tác tài sẽ lưu tâm, cẩn trọng hơn. Chúng ta phải thực hiện cách ly xã hội, nhiều doanh nghiệp phải dừng sản xuất vì không đảm bảo công tác phòng chống dịch. Ngay trong thời điểm trên thực tế là cái mức độ phản ứng của các tỉnh thành trong cả nước rất là khác nhau, đặc biệt là cái sự chậm trễ áp dụng nghị quyết 128 này, có cái hiện tượng là tỉnh này hóng tỉnh kia thăm dò lẫn. Chiến lược để có thể thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đầu tư công nghệ và chuyển đổi số, trong đó thì có tạo môi trường thuận tiện cho khởi nghiệp ở Việt Nam, trong đó có hỗ trợ cho phụ nữ khởi nghiệp. Rồi thì thậm chí có tiềm năng doanh nhân nghệ. Chào các bạn khán giả, tôi đang có mặt trên tuyến phố Tô Hiệu và đoạn từ ngã tư Hồ Sen để đi về ngã tư Cột Đèn đang là đoạn đường mà chúng ta ví dụ như là châu Âu hoặc châu Mỹ để... như năm vừa rồi là chúng tôi cũng đã có chiến lược là chuyển sang. Đây là băng ai em các bác này, tạp từ ai em. Về phía chúng tôi thì trước đây chúng tôi không tham gia sâu, năm nay thì trung tâm chúng tôi có một cái nhiệm vụ trong chương trình 844 và chương trình hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đấy. Thì là chúng tôi đã tham gia sâu hoạt động. Chưa có cái tham mưu về vấn đề là bên y tế dự phòng không mạnh. Thì như vậy là chính quyền ở đó sẽ cảm thấy gọi là thiếu chắc chắn trong vấn đề ra các quyết định. Và thiếu chắc chắn như thế, lo sợ vấn đề dịch bệnh như thế thì sẽ dễ dẫn đến là đưa ra các cái quyết định mà chúng ta nghĩ là hiện nay chưa phù hợp với lại các hướng dẫn ở trên. Vậy thì vấn đề giải quyết nó chính là chúng ta phải thực hiện cái việc là hỗ trợ. Cho nên cái khâu gọi là theo dõi, giám sát, theo dõi, hỗ trợ, theo dõi, giám sát và hỗ trợ, rồi là đánh giá là cái khâu mà chúng tôi thấy rằng cần phải được đẩy mạnh trong thời gian tới, đặc biệt nhắm vào cái phần nữa là phần bổ sung cho những cái nơi nào mà thiếu cái gọi là năng lực về mặt dịch tễ học, về mặt giám sát dịch tễ học yếu thì lúc đó phải có cái sự hỗ trợ bổ sung. Thì lúc đó ok, đó là cái phần radio các bác nhé. Tôi thử xem cái chức năng của phần line in còn tác dụng không. Line in thì đây, tắt thử cái dây line in vào xem nào còn tác dụng không. Con này tất cả các nút là đủ hết các bác nhé, không bị mất nút là hết. Lúc này tôi sẽ tìm được đúng nút của nó luôn. Thì chúng ta đã có cái nghị quyết 128 và đồng. Ok, vẫn tác dụng các bác nhé. Để tôi sẽ thử cho các bác luôn. Tôi thử trên điện thoại thôi để các bác nghiệm thử thôi. Mở cái phần ruột để cho các bác xem cái ruột con này xem nó như thế nào. Con này có cái vỏ màu trắng sữa rất là đẹp các bác nhé, màu trắng sữa rất là mới. Cái này tôi bắt gá có mấy con ốc thôi các bác nhé, bắt gá tạm thời thôi để cho các bác xem cái phần ruột của nó. Và cái con này thì đặc biệt là có phân khúc giá rất là hợp lý các bác nhé. Con này phân khúc giá của nó chỉ có dưới 2 triệu, à xin lỗi, dưới 3 triệu thôi nhé, rất là hợp lý luôn.
con này các bác để ý là có những con bán con này cũng là khá là VIP, có những con bán cũng giá cũng tầm trên 3 triệu đấy, nhưng con này rất hợp lý, dưới 3 triệu thôi. Đấy, phân khúc giá rất là hợp lý luôn. Và các bác để nghe chơi thì con này là khá là ok. Đây, tôi đã mở được cái phần máy ra rồi đấy các bác này. Và đây là cái phần máy của em đây các bác này, rất là mới luôn nhé. À, thời tiết hôm nay thì không có thuận lợi, tôi đành phải quay ở trời có ánh sáng bằng đèn. Đấy, các bác cố gắng nhìn tinh. Đây các bác nhìn tinh này, máy của nó còn rất đẹp luôn. Đấy. Đây là phần công suất của nó này các bác này. Motor rất là đẹp luôn. Đây cơ của nó đẹp. Cơ còn đẹp lắm. Đây cái đầu từ của nó các bác nhìn tinh này. Đấy, từ nó rất mới nhé. Từ này từ 2 chiều luôn này. Vớt 2 chiều không phải xoay này. Đấy, từ còn rất mới luôn. Tất cả từ bánh gì tì và dây cô ra còn zin của nó hết luôn hết các bác nhé. Đấy, toàn phần của nó zin hết cái loa nó đi. Toàn bộ zin hết các bác nhé. À, con này có phân khúc giá rất là hợp lý, chỉ có hơn 2 triệu thôi. Các bác nào mà nhanh tay nhé thì liên hệ trực tiếp đến số thợ dưới bài đăng. À, con này có màu trắng sữa và em này là một trong những em cái âm thanh cũng khá là hay. Và đặc biệt là dòng auto vớt một cửa vớt và tiếng cũng rất là chất luôn. Thì bác nào nhanh tay thì các bác liên hệ trực tiếp đến số thợ dưới bài đăng nhé. Em QT70 trung tâm cũng đã có bán con này rất là nhiều rồi. Đấy thì là các bác nào mà nhanh tay thì liên hệ trực tiếp đến số thoại dưới bài đăng nhé. Vâng, và xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn các bác nhé.